Bạn, chào mừng các bạn đến kênh Tuấn Diệt Chủng. Tôi Ngô Tùng đến từ công ty nhiệm hạn Diệt Chủng 1. Thì trong thời gian qua thì có rất nhiều người hỏi tôi về cách diệt mối lan truyền tận gốc. Thì hiện tại bên mình sử dụng dòng thuốc diệt mối BMC để nó lan truyền từ con này qua con khác và lan truyền diệt mối chúa luôn các bạn. Nó diệt luôn con mối chúa. Thì xử lý cực kỳ đơn giản các bạn, mình không cần đặt hộp gì hết. Chỉ cần BMC 90 mình phun luôn vô thôi. Mình để đại trong vòng 3 đến 5 ngày tự động hết thôi các bạn. Những chỗ thuốc BMC 90 này còn đây nè, sau này mà vô tình mà mối có xuất hiện lại lên cũng tự động nó dính thuốc nó lan truyền các bạn. Hiện tại trên thị trường có nhiều, cực kỳ nhiều loại thuốc giả các bạn mua, các bạn để ý nha. Hiện tại trên thị trường có mã hoạch, mà mã hoạch đúng ngay cái logo nó mới đúng các bạn. Thứ hai là mình có làm cái clip mà hướng dẫn riêng về sử dụng cái loại thuốc BMC thiệt, BMC giả đó. Mình qua cái clip thực tế mình để dưới cái video đó, mình qua mình xem các bạn. Mình phun một lượng vừa phải thôi thì con này nó dính nó lan truyền một con khác đó các bạn. Còn mình kỹ hơn thì 5 ngày sau mình sử dụng cái loại thuốc nước mi thiết các bạn, mình phun mình ngăn ngừa thêm. Còn không thì sử dụng cái dòng BMC 90 là được các bạn. Đây là loại thuốc sinh học nha các bạn, không ảnh hưởng sức khỏe nha. Mình phun mình cách ly ra 1 tiếng hồi được các bạn. Đồ ăn nước uống rồi mình nếu phun trong bếp thì đồ ăn nước uống mình dọn dẹp ra hết. Mình nhớ kỹ là mình nhớ mình phun mua đúng thuốc BMC 90 thiệt nha các bạn. Hiện tại trên thị trường cực kỳ nhiều thuốc giả nha. Diệt mối là cực kỳ đơn giản các bạn, chỉ cần BMC 90 phun vô trực tiếp vô mấy chỗ có mối là tự động hết thôi. Đặc biệt là không được phun thuốc muỗi, không được phun thuốc kiến, thuốc dán gì hết vô các bạn. Nhiều người thay nhớt vô rồi giúp cho nó chạy nhiều hơn thôi, nó không có tác dụng gì nhiều đối với mà xử lý mối hết. Đây là cây bóp bột mà mình thường dùng các bạn. Còn hiện tại là có mình sẽ tặng kèm theo cây bóp bột thường cho các bạn. Còn tùy theo mà trường hợp mà mình nhà mình nhiều gỗ hết gỗ mình mua cây bóp bột cho nó ok theo cái nhà mình nha. Cái buổi mà hướng dẫn xử lý mối đấy kết thúc. Các bạn xem video hay bổ ích nhớ like, share, đón nhận theo chứ theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Hình thức thanh toán của công ty như sau: công ty chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, miễn phí giao hàng cho tất cả đơn hàng, giao hàng tới tận nhà cho quý khách. Công ty với phương châm diệt côn trùng tận gốc rễ, với tiêu chí an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua đường dây nóng 0964131419. Xin chân thành cảm ơn quý khách, chúc quý khách một cuộc sống không có tác hại của côn trùng.